Nhà đẹp Tân Á xin chào, rất vui vì đã được gặp lại các bạn trong chương trình Mỗi ngày một nhà đẹp cùng kiến trúc Tân Á. Tân Á hiện tại là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế và thi công nhà biệt thự dân dụng. Công ty chúng tôi hiện khảo sát và giám sát trên 63 tỉnh thành. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn một mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho anh Thành có địa chỉ tại thành phố Vinh, Nghệ An. Các bạn hãy cùng chúng tôi tham khảo mẫu nhà của anh Thành nha các bạn. Hình ảnh các bạn đã được nhìn thấy là phong cảnh 3D căn nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho anh Thành. Căn nhà của anh Thành là căn nhà 3 tầng mái bằng có phong cách hiện đại và màu trắng là màu chủ đạo của căn nhà. Từ sân đi vào tiền sảnh được chúng tôi thiết kế 3 bậc cấp để tạo sự thuận tiện cho việc đi lại của cả gia đình. Do căn nhà của anh là ở khu phố, để tối ưu hóa diện tích chúng tôi sẽ thiết kế cửa cuốn nha các bạn. Bên ngoài sẽ được sơn giản đá làm cho chúng ta thấy được rất là sang trọng và bắt mắt. Ở trần nhà ở đây thì chúng tôi sẽ sơn giả gỗ để tạo điểm nhấn cho ngôi nhà. Ở khu vực tầng 2 thì về trước chúng tôi sẽ thiết kế thêm một ban công nhỏ để đảm bảo sự an toàn cho cả gia đình cũng như làm cho căn nhà trở nên sang trọng hiện đại hơn. Thì chúng tôi sẽ thiết kế lan can là kính cường lực nha các bạn. Kế bên tay trái thì sẽ được thiết kế thêm một bồn hoa và được ốp bằng gạch thể màu xám để làm cho căn nhà trở nên bắt mắt. Và phía trên sẽ thiết kế một hành lang bằng sắt phun tĩnh điện. Cửa được chúng tôi sử dụng cho tổng thể căn nhà sẽ là cửa nhôm kính nha các bạn. Ưu điểm của cửa sổ nhôm kính đó là bền đẹp theo thời gian cũng như là giảm chi phí xây dựng cho gia đình và hấp thu tốt ánh sáng tự nhiên. Khu vực trần nhà của tầng 2 và tầng 3 thì sẽ được sơn giả gỗ để làm cho căn nhà trở nên sang trọng, bắt mắt hơn. Trên tầng 3 thì chúng tôi cũng sẽ thiết kế thêm ban công và được sử dụng lan can như ở tầng 2 nha các bạn. Phía trên tầng 3 thì chúng tôi sẽ thiết kế hành lang bằng bê tông cốt thép. Phía trên sẽ được lắp đặt thêm một lớp kính cường lực để che mưa che nắng cho khu vực ban công nha các bạn. Căn nhà sẽ được sử dụng là màu trắng là màu chủ đạo, nhìn vào rất là sang trọng và bắt mắt. Do căn nhà của anh Thành là ở khu phố, do đó chúng tôi sẽ chỉ tập trung phát triển hình ảnh ở khu mặt chính. Hai bên thì chúng tôi sẽ không phát triển hình khối nha các bạn. Tiếp đến là phối cảnh nhìn từ trên cao. Ở đây thì chúng tôi sẽ thiết kế một giếng trời để hấp thụ tốt ánh sáng tự nhiên và được thiết kế ở đây là một hành lang và được che chắn ở phía trên nha các bạn. Trên đây thì sẽ được sử dụng làm chỗ để tách nước cũng như là lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời để tiết kiệm điện cho cả gia đình. Tiếp đến chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là anh Thành đã biết đến kiến trúc Tân Á như thế nào nha các bạn. Anh Thành có chia sẻ với chúng tôi rằng là ở khu vực thành phố Vinh thì rất là nhiều gia đình đã lựa chọn Tân Á làm đơn vị thiết kế. Anh nhận thấy rằng các ngôi nhà do Tân Á thiết kế thì rất là đẹp, bắt mắt và chất lượng. Do đó anh đã lên kênh YouTube và website Nhà đẹp Tân Á để tham khảo và chọn được cho mình mẫu nhà thật ưng ý. Các bạn cũng có thể giống như anh là truy cập trang web và kênh YouTube Nhà đẹp Tân Á để tham khảo. Ở đây chúng tôi chuyên trưng bày các mẫu biệt thự, nhà vườn, nhà phố, nhà cấp 4 để các bạn tham khảo. Đi kèm với đó là những video chia sẻ những mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế để các bạn có một cách nhìn thực tế hơn. Các bạn nhớ đăng ký kênh cũng như ấn thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào nha các bạn. Sau khi các bạn đã chọn được cho mình mẫu nhà thật ưng ý thì có thể vào phần mô tả của kênh YouTube. Ở đây chúng tôi đã để lại thông tin của mình. Các bạn hãy liên lạc với chúng tôi để tư vấn và hỗ trợ thêm. Ở website Nhà đẹp Tân Á chúng tôi chuyên trưng bày các mẫu villa, dinh thự, biệt thự, các mẫu nhà phố, nhà cấp 4, nhà một tầng hai tầng để các bạn tham khảo. Chúng tôi có các công trình từ miền Trung, từ miền Bắc và miền Nam. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy truy cập trang web nhà đẹp tân á.vn để tham khảo. Tiếp đến chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là anh Thành đã làm việc với kiến trúc Tân Á như thế nào để ra một căn nhà đẹp hiện đại như thế nha các bạn. Sau khi anh Thành đã tham khảo và chọn được cho mình mẫu nhà ưng ý thì anh có liên hệ với chúng tôi và được chúng tôi tư vấn thêm về các mẫu nhà cũng như giới thiệu với anh về quy trình làm việc của kiến trúc Tân Á. Để thiết kế được một căn nhà, việc đầu tiên là chúng tôi sẽ về tận nơi khảo sát, đo đạc khối đất, lấy thông tin của anh Thành, từ đó sẽ lập nhóm Zalo để làm việc với
kiến trúc sư trưởng sẽ làm trường nhóm kết hợp với kiến trúc phong thủy, kiến trúc nội thất. Mặt thất sẽ thống nhất được phương án về phong thủy, mặt bằng và phối cảnh. Từ đó sẽ tiến hành thiết kế chi tiết kiến trúc, tính toán kết cấu, tính toán kỹ thuật cấp thoát nước và kỹ thuật điện. Ở với khâu, chúng tôi đều có phòng kiểm tra hồ sơ trước khi bàn giao. Sau khi đã thiết kế xong, đến khâu giám sát thì chúng tôi sẽ cử hai bộ phận là bộ phận giám sát trực tiếp sẽ trực tiếp giám sát căn nhà của anh Thành, bộ phận giám sát online sẽ nhận phản hồi và hỗ trợ anh 24/24 để đảm bảo công trình thi công đúng thiết kế, tiêu chuẩn, kỹ thuật cũng như đảm bảo được chất lượng của công trình và tiến độ đã đề ra. Để hoàn thành một căn nhà từ khâu thiết kế cho đến thi công thì chúng tôi đã cần rất là nhiều con người, nhân lực. Ở mỗi vị trí chúng tôi sẽ cử những người có năng lực và phù hợp với căn nhà của anh. Do đó, mọi so sánh giữa công ty chúng tôi và những công ty khác đều là khập khiễng nha các bạn. Để có được một mô hình làm việc chuyên nghiệp như thế này thì chúng tôi đã rất cố gắng cũng như phải có năng lực như thế nào thì mới có thể làm được, đúng không các bạn? Tiếp đến, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là kiến trúc Tân Á đã về tận nơi khảo sát thực địa khu đất của anh Thành như thế nào nha các bạn. Để có được đầy đủ thông tin phục vụ cho quá trình thiết kế thì chúng tôi đã về tận nơi khảo sát. Hình ảnh các bạn đã được nhìn thấy là khu đất hiện tại của anh Thành. Và đây là hình ảnh khu đất của anh ở trên bìa đỏ. Khu đất của anh có chiều rộng là 5 và chiều sâu là 18 mét nha các bạn. Trong quá trình khảo sát thì chúng tôi sẽ đo phong thủy và đưa ra các biện pháp xử lý phong thủy đối với căn nhà của anh Thành. Như chúng ta đã biết thì trong quá trình khảo sát chúng tôi được biết là anh Thành sinh năm 1991. Bốn hướng hợp làm nhà đối với anh là hướng Đông Nam, chính Nam, chính Đông, chính Bắc. Đất định hướng làm nhà là hướng Đông. Do đó chúng tôi thống nhất hướng làm nhà sẽ là hướng Đông. Phòng thờ, phòng khách, phòng bếp sẽ được bố trí ở vị trí hợp phong thủy nha các bạn. Qua khảo sát thì chúng tôi sẽ chụp ảnh đo khu đất, đo chiều rộng mặt tiền, đo cốt đất nền so với mặt tiền để phục vụ cho quá trình thiết kế. Số tiền anh dự kiến đầu tư cho căn nhà sẽ là 1,5 tỷ đồng. Qua trao đổi, chúng tôi sẽ thiết kế cho anh một căn nhà 3 tầng có công năng như sau. Tầng 1 sẽ được trưng dụng làm chỗ kinh doanh spa, cùng với đó là nhà vệ sinh chung. Tầng 2 sẽ có một phòng khách, phòng ngủ, vệ sinh chung, sân phơi và khu vực bếp công ăn. Tầng 3 sẽ có một phòng thờ, hai phòng ngủ, sinh hoạt chung và sân thượng. Chúng ta hãy cùng nhìn lại tổng thể căn nhà. Bây giờ các bạn hãy cùng tôi tìm hiểu về mặt bằng 3D mô tả công năng căn nhà của anh Thành nha các bạn. Giới thiệu với tất cả các bạn, đây là mặt bằng 3D mô tả công năng căn nhà của anh Thành. Ưu điểm của kiến trúc Tân Á đó là bất cứ căn nhà nào do Tân Á thiết kế thì cứ có 2D thì sẽ có 3D đi kèm, để anh Thành và tất cả mọi người dễ hình dung về vị trí các phòng trong căn nhà của mình. Đó là ưu điểm của kiến trúc Tân Á. Quay trở lại căn nhà của anh Thành thì từ sảnh chính đi vào sẽ chúng tôi thiết kế thêm một khu vực nghỉ ngơi cũng như là khu uống nước của khách hàng. Phía sau sẽ là được sử dụng làm chỗ kinh doanh spa và một nhà vệ sinh chung để khách hàng cũng như tất cả mọi người có thể thuận tiện cho việc sử dụng của cả gia đình mọi người. Tiếp đến là khu vực tầng 2 sẽ được thiết kế một phòng khách cũng như phòng bếp công ăn và được bố trí một phòng ngủ và nhà vệ sinh chung cũng như là khu phơi đồ để tạo sự thuận tiện cho việc đi lại. Thì chúng tôi sẽ thiết kế hành lang rất là rộng rãi nha các bạn. Và cuối cùng là ở tầng 3 thì sẽ được thiết kế phòng thờ. Phía trước phòng thờ sẽ là khu vực ban công và ở tầng 3 sẽ được bố trí hai phòng ngủ, cuối cùng sẽ là nhà vệ sinh chung. Tiếp đến chúng ta hãy cùng tìm hiểu về mặt bằng kiến trúc để hiểu rõ hơn về diện tích cũng như là công năng sử dụng và diện tích các phòng trong căn nhà của anh Thành nha các bạn. Để bố trí vị trí các phòng như chúng ta đã thấy thì chúng tôi đã về tận nơi đo phong thủy và đưa ra các biện pháp xử lý phong thủy đối với căn nhà của anh Thành. Căn nhà của anh Thành có diện tích là 5 x 18 m2. Hệ tường bao xung quanh căn nhà sẽ được chúng tôi sử dụng là hệ tường 220. Các vách ngăn sẽ chúng tôi sử dụng là hệ tường 110. Từ sảnh chính đi vào sẽ là phòng sảnh chờ và lễ tân có diện tích 22,8 m2. Tiếp đến là cầu thang đi lên tầng 2 và phòng kinh doanh spa có diện tích là 38,1 m2.
cuối cùng sẽ là nhà vệ sinh chung có diện tích 4,6 m2. Từ tầng 1 đi lên tầng 2 thì chúng ta có thể thấy phòng khách có diện tích 22,8 m2, phòng bếp công ăn có diện tích là 17 m2. Ở tầng 1 sẽ được bố trí một phòng ngủ có diện tích 9,8 m2. Cuối cùng lại sẽ là nhà vệ sinh chung có diện tích 4,6 và sân phơi có diện tích 1,6 m2. Tiếp đến là phòng tầng 3. Thì ở tầng 3 phòng thờ sẽ có diện tích là 13,7 m2. Phía trước phòng thờ sẽ là ban công nha các bạn. Ở tầng 3 sẽ bố trí hai phòng ngủ có diện tích lần lượt là 12,1 và 14,3 m2. Cuối cùng sẽ là nhà vệ sinh chung có diện tích là 4,6 m2. Tôi và các bạn vừa tham khảo xong mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho anh Thành. Hy vọng rằng thông qua mẫu nhà này, các bạn sẽ có thêm một sự lựa chọn cho căn nhà tương lai của mình. Nếu như các bạn thấy hay và ý nghĩa thì hãy chia sẻ đến trang cá nhân để bạn bè và người thân cùng tham khảo. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy cho đơn vị thiết kế có 2D đi kèm 3D cũng như có khảo sát và giám sát trên 63 tỉnh thành. Và nếu như các bạn tin tưởng vào Tân Á thì hãy liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại 0944 784 333. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.